cái phiên ngày 16 tháng 5 thanh khoản 22.694 tỷ tăng 14,39 điểm lên 1268 điểm. Để thị trường tăng rất là tốt đúng không? Video hôm cuối tuần tôi đã phân tích với mọi người, thậm chí là cho mọi người những cái cổ phiếu mà tiềm năng sẽ tăng trong tuần này. Đúng không? các bạn tham gia mua thì tỷ lệ win rất là cao. Ví dụ như cổ phiếu như kiểu SAM chẳng hạn. Đấy những cổ phiếu mà tôi nhấn rất là mạnh vào cái video hôm cuối tuần là những cái cổ phiếu tiềm năng sẽ tăng và rất là nhiều cổ phiếu tăng tốt trong tuần này đúng không? ví dụ như kiểu BVS đúng không? hay là thậm chí những cái cổ phiếu như xeo chẳng hạn các bạn cầm từ cái thời điểm tôi khuyến nghị mọi người mua 18 thì mọi người cũng lãi được 8 9% rồi đúng không? Đấy. Những cái cổ phiếu penny còn chạy rất kiếp đúng không? Những cổ phiếu như AAH bắt đầu hôm nay mới điều chỉnh giảm sàn. Đấy thì tăng ít đôi từ vùng tạo đáy, tăng rất là khủng khiếp trong dạng này. Hay là hôm nay dòng banh dẫn dắt thị trường rất là tốt, liên việt tăng trần. Techcombank thì tôi cũng chia sẻ với mọi người là cứ tích lũy rồi đi lên cái form của nó là form up đúng không đấy những cái cổ phiếu tiềm năng mọi người cứ cầm thôi và thời gian tới à, thời gian tới khi mà nhiều cổ phiếu đã có dòng tiền rồi không? nếu mà test lại đáy hai đáy ba thì hoàn toàn mọi người có thể tham gia các bạn mua ăn nhịp đỉnh hai thì hôm nay sẽ phân tích và chia sẻ với mọi người một vài cổ phiếu có khả năng sẽ tạo đỉnh hai trong thời gian tới nhá À, đối với thị trường thế giới à, thị trường thế giới thì, thì cũng diễn biến rất là tốt thị trường diễn, diễn biến rất là tốt Nikkei tăng 1,41% này, sang 2 tăng 0,08, sen tăng 1,59% tuần này tôi rất là bận à, tuần này rất là bận cho nên là đến tận ngày hôm nay bắt đầu mới lên video phân tích thị trường với mọi người à, à, trước đó là phân tích với mọi người video cuối tuần ấy, à, khi mà VNX tạo đáy thì tôi cũng là một trong những người rất là uh, khẳng định là thị trường sẽ hồi phục uh, ngày 19 tháng 4 bảo mọi người là thị trường sẽ hồi phục nhiều ông bảo là hồi phục một tuần nó chưa chắc đâu đúng không tôi bảo mọi người là hoàn toàn vn có thể lên vùng một nghìn thậm chí là một nghìn các bạn trong nhóm thì biết tôi toàn khuyến nghị mọi người là, nếu mà bạn nào bây giờ đang có thì các bạn có thể giữ hoặc là các bạn mua gia tăng thêm một vài cổ phiếu đúng không Đấy, trong nhóm tôi khuyến nghị là sell đấy. mua 18 thì hôm nay kể cả các bạn chốt uh, vẫn lãi được 89% chín phần trăm là chuyện rất bình thường đúng không? các bạn mà kiên nhẫn thì các bạn có thể đợi một cái nhịp up hay là một nhịp đáy hai, đáy ba của cổ phiếu các bạn đầu tư cũng được, không nhất thiết là các bạn phải on in hay là full margin dạo này, dạo này tôi đánh giá là khi mà lên vùng kháng cự mạnh rồi thì không việc gì mình phải cược, tất nhiên cầm cổ phiếu thì vẫn được, chưa vi phạm bất kỳ điều gì cả. Ngày mai cứ điều chỉnh năm 10 điểm chuyện rất bình thường, vì anh ấy tăng 3 phiên liên tiếp rồi và gặp vùng kháng cự mạnh, mạnh chạm mây xanh. Ấy, khối ngoại thì hôm qua mua dòng, ấy. hôm hôm qua mua dòng rất mạnh, hôm nay tiếp tục mua dòng. Ấy. trong trong phiên thì có những thời điểm bán 3 400 tỷ nhưng mà kết phiên lại mua dòng hơn 1,51 tỷ. Ấy. tự doanh thì hôm qua mua dòng hơn 280 tỷ rồi, bây giờ chưa có số liệu. À, thị trường thế giới thì còn 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 đẹp hơn nữa đúng không? Nasdaq và S&P 500 thậm chí còn vượt đỉnh lịch sử đúng không? Đấy. Dow Jones còn vượt đỉnh lịch sử. Đấy. đấy ai cũng uh, Sọt sung các thứ đấy, còn nhiều ông còn bình luận trên YouTube là uh, sọt là ăn sọt là ăn xong trên các diễn đàn cứ cứ sọt sọt sọt, đặc biệt là sau sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đúng không phun sọt các thứ uh, Big bích sọt các kiểu Đấy. xong cuối cùng chỉ có ra đê mà ở nó đầu tư nổ với thị trường chứng khoán Việt Nam này mà các ông đánh phái sinh mà các không các bạn mà không có kiến thức cái kinh nghiệm trải nghiệm là cũng, cũng dở hơi đấy chứ mới đơn giản Nên người ta sọt người ta sọt ở cái vùng mà khi mà Vinh Nick tạo mô hình viral vai người ta sọt luôn thì ăn rồi đến khi mà Vinh Nick chết cấu hơn trăm điểm rồi các ông lao đầu vào các ông sọt thì các ông chẳng đi Đúng không? lúc nào các bạn thấy giai đoạn này rất là nhiều cổ phiếu tăng rất sốc Đúng không? khi mà tạo lập đội lái gom hàng xong đánh lên rất là sốc hãy Dow Jones vượt đỉnh lịch sử đấy Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhớ like nhé. Like cho vui. Đấy, 45 ngày rồi bắt đầu lên video <laughs> phân tích mọi người <laughs> nhiều bạn hỏi đấy thì, thì, thị trường cứ thế thôi đúng không? khuyến nghị mọi người là cứ tiếp tục nắm giữ thôi cổ phiếu cơ bản rồi nó sẽ lên được cái vùng cao mới đấy như cổ phiếu BVS cái đợt giai đoạn các bạn các bạn phải xem lại cái video ngày 19 tháng 4 nữa. đấy các bạn phải xem lại video ngày sau ngày 19 tháng 4 thì tôi có chia sẻ mọi người là lúc đấy mà tôi cho mọi người những cái cổ phiếu mà các bạn điểm mua đấy như TCH chẳng hạn này đạt phương là hai Đấy các bạn mua thì tỷ lệ quyên rất cao luôn hay BVS, BVC các bạn mua vùng đáy này các bạn cũng có mười mấy 20% đúng không? Đấy, BVS hôm nay còn vượt đỉnh đúng không? Đấy, BVS may vượt đỉnh lịch sử luôn. Đấy, nhiều bạn đôi khi tôi có chia sẻ với mọi người là đôi khi các bạn cầm cổ phiếu cơ bản ấy, mà đang ở trong cái giai đoạn uptrend và nhiều thông tin tốt của nó thì các bạn chỉ lỗ ngắn hạn thôi rồi, rồi lại lại, lại ngon nghẻ lại đấy dòng banh đấy lại vượt đỉnh lịch sử tiếp liên việt cũng lại tăng trần đấy Techcombank cũng uh, tăng rất tốt đấy. lên việt thì nó đang chu, chu kỳ uptrend rất mạnh của nó rồi bây giờ không còn cả nữa vượt đỉnh lịch sử rồi làm gì còn cả đâu không đấy vinic thì vẫn rất là tốt nhưng mà này, các bạn lưu ý này cái nhịp này thì đã là tạo tạo đỉnh một rồi cái giai đoạn trước video của, tôi của, uh, video hôm cuối tuần tôi có chia sẻ với mọi người là vinic mới có một đỉnh thôi dù có test lại thì nó sẽ có một nhịp kéo lên nữa đúng không kéo lên nữa thì bây giờ là đỉnh hai rồi đấy. nguyên tắc của tôi là bây giờ đỉnh hai rồi là là là, là, không có mua mới gì hết Đấy. À, một vài cổ phiếu tôi cũng rất là thích nhưng mà khi mà lên cái vùng đỉnh hai và hôm nay cũng đã đáo hại phái sinh vn 30 còn vượt một nghìn ba này đó vn ba mươi là một nghìn ba luôn Đấy. kết phiên thì, thì nguyên tắc của tôi là khi mà gặp vùng kháng cự mạnh là không có tham gia mua mới nữa và rất là nhiều cổ phiếu đã cho vào list theo dõi rồi là nếu mà có dung rũ test lại thì thì sẽ có thể cân nhắc các bạn mua và bây giờ thì cũng cầm thôi cũng không có vấn đề gì cả này, tôi nghĩ nếu mà với cái kịch bản của VNX thì, thì cứ tích lũy tầm 1 2 tuần nhé, Có khi vào sóng luôn. À, có khi vào sóng luôn bởi vì đang trong mây xanh mà chứ không phải trong mây đỏ. Nhưng mà trong mây đỏ thì cái tỷ lệ điều chỉnh sẽ cao hơn và tỷ thậm chí là điều chỉnh mạnh luôn mọi người nhé Còn khi mà ở trong cái mây xanh đánh, cái form kiểu như này thì đặc biệt là các bạn nhìn chat tuần này, chat tuần của VNX là vẫn up trend rất đẹp mọi người. Đấy, chat tuần của VNX thì đang vẫn up trend rất đẹp, test lại là khả năng nhé đến bây giờ thì khả năng là sẽ lưng đáy rồi chứ không phải thủng cái vùng mà 1165 nữa. Đấy, tôi nghĩ là bây giờ là sẽ nâng đáy đấy mọi người nhá. Nhìn chắc tuần như này là sẽ nâng đáy chứ không có thủng 1165 nữa đâu. Nó sẽ nâng đáy, có khi chui chui trong chắc ngày thì nó cứ chui trong mây xanh nữa tạo một cái biên tích lũy. Đấy, khoảng tầm 1 2 tuần có khi đi lên luôn vào vài nhịp cuối năm luôn đấy. đấy. có thể đánh trong một cái biên kiểu như này. Đấy, trong một, một, một hình hộp như kiểu như này thì tôi nghĩ là nếu mà nhịp đẹp nhất là nó sẽ test lại vùng 1200 nghìn có test lại vùng 1200 trong trung hạn thì bắt đầu kéo lên luôn thì sẽ đẹp đấy các bạn nhìn cái chat tuần này chat tuần này thì cũng là phiên uh, ngày mai là phiên, uh, phiên, cuối tuần rồi đúng không thì sẽ có tuần thứ tư liên tiếp đúng không? tuần thứ tư liên tiếp là tăng điểm đấy thì cái form kiểu như này thường là tuần sau nó sẽ có test lại một tuần xong rồi đi lên luôn đấy, đấy cái form này thường là như vậy đấy, form tăng 4 tuần liên tiếp là phùng kháng cự đúng không phù hợp là cái vấn đề điều chỉnh trong tuần tới cho nên là theo quan điểm của nhân tôi một vài cổ phiếu các bạn có thể đánh ngắn được nhưng mà uh, kiên nhẫn hơn thì các bạn đợi đợi một nhịp test Đấy, sau đó những cái cổ phiếu rất là nhiều cổ phiếu dòng tiền vào rất mạnh rồi việc uh, cần làm của mọi người là mọi người kiên nhẫn để các bạn đợi uh, có một nhịp để các bạn đầu tư hoặc là các bạn thích cổ phiếu nào quá thì các bạn lấy vị thế thôi nhưng mà tôi thấy rất là buồn cười khi mà cổ phiếu chiết khấu sâu thị trường giảm mạnh thì lại không mua đến khi mà cổ phiếu hay là thị trường lên vùng đỉnh rồi thì lại mua nếu bây giờ các bạn mua các bạn mua một vài cổ phiếu ở vùng nền thì tôi đánh giá vẫn rất là ổn không có vấn đề gì cả nguyên tắc của tôi là nhịp này nhịp hồi thì những cái cổ phiếu lên điểm bán thì mọi người cân cân nhắc mọi người bán còn cổ phiếu nào cơ bản tốt khỏe chẳng hạn thì các bạn cầm thôi Đấy, ví dụ những cái cổ phiếu như bvs chẳng hạn tôi khuyến nghị trong trong nhóm chuyên nghiệp thì các bạn thậm chí còn lãi rất là nhiều đúng không lãi rất là nhiều BVS khuyến nghị mọi người công khai luôn trên cái trên YouTube này luôn cái ngày 19 sau cái video ngày 19 tháng 4 đúng không? Nó khuyến nghị mọi người là dòng dầu khí là dòng mọi người nên cân nhắc và BVS BVC là hai cổ phiếu mà rất là tiềm năng mà các bạn có thể tham gia các bạn mua bởi vì cái nhịp trước dòng tiền nó đã vào rồi mọi người Đấy, nhịp trước dòng tiền nó vào rồi cho nên là khi mà xuống cái vùng này là các bạn mua rất là tốt BVC thì còn đỡ nhá BVC nhìn form nó không không khỏe bằng BVS các bạn nhìn BVS này Đấy, tích lũy cả một biên dài như thế này bứt thoát, break, rất đẹp, dòng tiền vào Thế bây giờ gãy theo thị trường Thì nó về đúng cái vùng hỗ trợ này là, là nó bật hồi Bài học này tôi dạy mọi người rất nhiều rồi Dạy dạy mọi người rất nhiều rồi Cho nên về vấn đề tôi có chia sẻ mọi người Nếu đôi khi mọi người kẹt Các bạn cầm những cổ phiếu này tỷ lệ về bờ cực kỳ cao Hay là những cái cổ phiếu như kiểu đạt phương chẳng hạn Về vùng hỗ trợ đấy Nếu mà các bạn không cầm đến vùng đỉnh này thì các bạn ít nhất các bạn về vùng hỗ trợ là các bạn đợi cái nhịp hồi kiểu gì các bạn cũng ít nhất là các bạn sẽ hồi được biên khoảng 10 15% rồi các bạn bán cũng không vấn đề gì. Nên cứ lo lắng quá cái các bạn cái form này các bạn phải lưu ý vào nhá. Cái form lưu ý này. Break qua thành công nhá. Lưu ý là break thành công và dòng tiền lớn nó đã vào rồi. Thì test lại là điểm mua. Đấy, test lại điểm mua. Ông nào thích thì mua sớm còn ông nào uh, đẹp hơn thì tạo mô hình hai đáy rồi mua. đạt phương này là TCH này khuyến nghị công khai mọi người sau video ngày 19 tháng 4 luôn bảo uh, TCH cho luôn cả vùng mua luôn rất nhiều bạn mua được nhé mọi người nhé rất nhiều bạn mua được kể các bạn đánh ngắm test vùng đỉnh cũng cũng được hoặc là các bạn cầm uh, nó break đấy thì cũng ngon đúng không ông nào ông chắc cú thì ông đợi cho test cái vùng mà uh, 17 30 các bạn bán đấy, ít nhất là cũng ăn được một đoạn đúng không còn bạn nào mà đánh theo break hay là tin tưởng vào viên nó tăng khiếp như này thì có thể cầm được thêm đó nhưng mà lên trên vùng này là có thể cân nhắc các bạn chốt lời được rồi đấy đấy là cách mà các bạn mà tìm những cái cổ phiếu mà tiềm năng khi mà viên nó giảm mạnh đấy nhá ok đấy là chia sẻ những cái bài học để mà mai sau của các bạn còn rất nhiều tôi tôi thấy thị, thị trường nó ở đây và cơ hội của mọi người còn rất là nhiều đúng không còn rất là nhiều quan trọng là khi mà trải qua những cái nhịp như này thì các bạn rút ra được những cái bài học để mà lần sau các bạn đầu tư nó hiệu quả hơn và tỷ lệ win nó cao hơn nữa nhá lưu ý là như vậy rất là nhiều cơ hội thị trường nhiều cơ hội đã bởi viên bây giờ mới quanh quanh vùng một nghìn hai trăm mà bây giờ thị trường của mình là thị trường cận biên chưa phải là uh, lưng hạng được các bạn biết là khoảng tầm 10 15 nữa năm năm nữa thị trường Việt Nam nó sẽ rất là khác và rất là nhiều cổ phiếu và cái quy mô của thị trường của mình sẽ lớn hơn rất nhiều cho nên cái vấn đề bây giờ mọi người có thể rút kinh nghiệm cũng được dần 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 đúng không? nhiều trải qua nhiều trận đánh trải qua nhiều sóng cứ một năm nó dăm bảy cái sóng sóng lên sóng xuống sóng lên sóng xuống đấy thì rút kinh nghiệm à tham gia bắt đáy khi nào hay là khi nào tạo vùng đỉnh thì mình bán mình ăn non hay là chiến lược của mình đánh theo sóng đấy tùy vào mọi người nhưng mà cố gắng cố gắng kể cả tôi cũng vậy thôi Tham gia thị trường rất lâu, nhưng mà ngày nào cũng phải uh, Ngày nào uh, Hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm Luôn luôn rút kinh nghiệm, luôn luôn uh, trau dồi kiến thức Không để lỗi thời với thị trường, bởi vì là các bạn thấy Giai đoạn này bắt đầu là lái, nó đánh khác ngày trước rất là nhiều rồi Đấy, gom hàng nhanh và đánh lên rất nhanh Đấy, các bạn thấy nhiều cổ phiếu Nó tạo đáy xong phát là kéo vù 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 luôn, trả tét trả tung gì Đấy, Như dòng banh này, dòng bất động sản này các bạn thấy TCH đạt phương nó test mấy đâu Đấy Không test mấy Một khi đã gom hàng xong là không có test luôn Test rất nhẹ luôn Này các bạn nhìn đạt phương Một phát kéo một leo vượt đỉnh luôn Không test mấy đâu tết, Coi như cái hai cái phiên này gọi là phiên test rồi Đấy vượt qua và, 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 đánh Bây giờ là đánh rất nhanh Các bạn lưu ý nhé Đánh rất nhanh Cổ phiếu nào yếu thì yếu hẳn Mà cổ phiếu nào khỏe là nó đánh rất nhanh luôn Cho nên là đôi khi mình cầm đến những cổ phiếu mà tiềm năng rồi mình phải để xem là nó là thuộc vào dạng yếu hay thuộc vào dạng khỏe để mình cầm đấy bây giờ họ, người ta thay thay bài rồi đấy cho nên là mình cũng phải cẩn trọng nhá thế thì tôi cũng chia sẻ với mọi người như vậy rút kinh nghiệm đi rồi nhiều cơ hội lắm với, với cái thị trường của mình thì cơ hội còn rất là nhiều luôn mới thị trường cắt biên mà còn chưa 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 lên thị trường mới nổi đúng không đấy, cho nên là mọi người cùng nhau cố gắng để kể cả tôi cũng thế thôi luôn luôn chắc với quan điểm cá nhân tôi tôi luôn muốn là một 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 nghiên cứu một một cái lĩnh vực gì là muốn trở thành một master và một người giỏi trong một lĩnh vực đó và tôi luôn luôn dành rất là nhiều thời gian cho chứng khoán nghiên cứu cũng như là là chia sẻ với mọi người những vấn đề kinh nghiệm hay là những cái bài đánh thay đổi đúng không? có một câu nói của của ai đấy người ta nói là khi mà bạn đã tìm ra thiếu khóa thì người ta thay đổi khóa thì thật ra là ổ khóa quanh đi quẩn lại thì nó chỉ ba bốn ổ thôi đúng không ba bốn ổ thôi thì nó có thể là nhịp này nó đánh kiểu ổ này nhịp, nhịp kia là anh đánh kiểu nhịp khác rồi thay ổ khác thì mình lựa lựa xem à cái nhịp này ông đánh theo kiểu bài như này thì thì mình theo cái đánh kiểu như này còn nhịp khác mà ông thay ổ khác thì lại đánh theo kiểu ổ khác đấy, kiểu như vậy Đấy, cho nên là cái tại sao là cái vấn đề là kiến thức kinh, kinh nghiệm và trải nghiệm là như vậy nhưng mà về cơ bản nhé mọi người nhé về cơ bản về những yếu tố ví dụ như là hỗ trợ kháng cự thì nó vẫn như vậy thôi mọi người chả có gì thay đổi đâu ví dụ như kiểu là đây những cái cổ phiếu như kiểu đạt phương nó break rất là thành công và trải qua một cái nền tích lũy chặt ấy. thì về vùng hỗ trợ này thì bật nó rất là dễ hay là những cái cổ phiếu như dòng tiền nó đã đảm bảo dòng tiền lớn nó đã vào sẵn rồi thì khi mà về vùng hỗ trợ này về mùng ba năm chẳng hạn đấy thì cũng bật rất là nhanh đấy, hay những cái cổ phiếu như BVS chẳng hạn rồi nó những cái kiểu là truyền thống luôn đúng không? Nó như sách giáo khoa luôn này tích lũy rất chặt rồi break lên về test lại vùng hỗ trợ này vừa đi lên à, còn đi lên thì đến đi lên đến đâu thì thì cái đấy còn tùy thuộc vào là những cái thông tin tích cực của cổ phiếu hay không đó ví dụ những cái cổ ông như BVD, BVC thì form nó không được khỏe cho lắm thì có thể là uh, ông chưa được về được đỉnh nhưng ông BVS thì form nó đẹp và dòng tiền nó khỏe hơn thì nó đánh vượt bứt cả đỉnh đấy. thị trường bây giờ đang phân hóa mà ví dụ dòng bất động sản thì có đạt phương của TCH và vừa đỉnh như ông DG, ông Seo mấy cả ông uh, Loverland, các thứ thì ông vẫn lom ra lom dom đấy đúng đấy trong một ngành có những cái cổ phiếu mà kinh doanh kết quả lợi nhuận tốt này hay là tiềm năng hoặc là đội lái đánh khỏe chẳng hạn đấy thì, thì, đôi khi nó cũng chạy khỏe hơn đấy nhưng mà đa số là giai đoạn này thì tôi thấy là giai bạc có tài chính tốt thì thường cổ phiếu cũng khỏe hơn nhá ok còn <laughs> có, có có đặc biệt là cái con nam long này thì Giá bảo cáo tài chính không được tốt cho lắm nhưng mà kéo rất tốt bởi vì là kỳ vọng trong tương lai mọi người kỳ vọng trong tương lai con này thì cũng khá là ổn Đấy, thì làm long làm long thì nó như vậy Giá bảo qua tài chính các bạn đọc nam long nó ra nó nhìn nhìn qua thì không không được tốt cực cho lắm nhưng mà nó có những cái tiềm năng đó có những cái tiềm năng mà bán được dự án trong tương lai thì nó kéo rất kinh cái quý mới sóng mới mọi người ok à, đấy là đầu video video thì chia sẻ với mọi người những vấn đề kinh nghiệm và lần sau mình sẽ tham gia mình bắt nó sẽ Uh, chủ động hơn đúng không? Chủ động hơn chứ không phải nhất thiết là cứ phải uh, tôi khuyến nghị gì, tôi trên YouTube tôi chia sẻ công khai luôn, không có vấn đề gì cả, đúng không? Ông nào ông thích đúng không lên uh, video uh, 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 YouTube cái video sau ngày 19 tháng 4 này tôi cũng chia sẻ mọi người rồi những cổ phiếu tiềm năng các bạn bắt rồi, đúng không? Chia sẻ rất là kỹ rồi. nhá. Yeah. Thì bây giờ là phân tích là những cái cổ phiếu mà có khả năng là sẽ có đỉnh hai đi. Uh, tôi 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 hôm nay tôi tôi chia sẻ một vài cổ phiếu penny về vì hôm trước đây, uh, chia sẻ được con con sam ấy cái con sam này thì uh, video cuối tuần bảo mọi người là mẫu hình dòng tiền rất đẹp thì, thì đấy ví dụ các bạn kể cả các bạn fomo cái phiên ngày uh, sau cái xem video đó các bạn uh, fomo ngày ngày 13 tháng 5 thì các bạn cũng có quà các bạn cũng lãi đúng không đấy, có con sam nhấn mạnh rất là kỹ mọi người con sam bởi vì có form form của nó, nó rất đẹp chắc tuần chắc ngày chắc giờ đều đẹp đúng thì thì các bạn video cuối tuần chia, chia sẻ với mọi người con sam thì hôm nay chia sẻ mọi người thêm một uh, một vài cổ phiếu nữa uh, của dòng đi Tôi thấy là uh, bỏ qua yếu tố cơ bản mọi người nhé, bỏ qua yếu tố cơ bản, bởi vì yếu tố cơ bản của bọn này thì không có cái vẹo gì cả và và yếu tố cơ bản nó không không được tích cực. thì mình uh, phân tích theo phân tích kỹ thuật thôi nha, phân tích như Sam này thì thật ra là là, là form mới một đỉnh thôi, uh, gọi là gọi đỉnh đỉnh hai ngắn hạn thôi chứ còn chứ không gọi là gọi là đỉnh hai theo kiểu gọi là có thể chuyển sang dạng suy yếu Mấy ACD mới vọt như này thì gọi là mới có một đỉnh có thể nó sẽ suy yếu nó nó không phải là suy yếu mà nó, nó sẽ tích lũy lại là tích lũy lại trong một cái biên kiểu như này xong rồi tạo đi lên tiếp thôi cái form này chắc tuần chắc ngày rất chắc giờ của nó rất là đẹp và đây là những một trong những cổ phiếu mà các bạn nhìn cái lịch sự kiện ấy, thì các bạn sẽ biết là nó không phải là những cái cổ phiếu hạn chế giao dịch hay là uh, mà báo cáo tài chính các thứ rồi rồi lợ và không công bố thông tin hay là nhiều bán liên các thứ nghĩa là nó không dính líu đến những cái vấn đề tiêu cực ở trong những vấn đề bạc qua tài chính đấy và không bị cảnh cáo không bị gì hết đấy cho nên là và cái form của nó là tích lũy rất là lâu rồi à, break thành công đấy. Đấy. cho nên là những cái cổ phiếu như này mà dung dũ tích lũy mà tạo một cái biên thì các bạn vào vẫn được không vấn đề gì cả bởi vì đây là phá chen trung hạn rồi mọi người nhé Lưu ý là phá sen trung hạn rồi, các bạn nhìn chart tuần của nó Bollinger bo thắt lại như này Phá cả mây đỏ rồi, cho nên là nó phá sen trung hạn rồi, chắc tháng thế nào chắc tháng cũng bứt qua 120 rồi, Bollinger cũng bò bo lại Đấy thì cũng có nhịp, nhịp điều chỉnh, dùng rũ tích lũy thì các bạn vào thôi Chart tuần, chart tháng, chart ngày, chart giờ thì đều đang rất là ổn Những cái cổ phiếu như Sam này thì nó tạo một biến tích lũy một thời gian nó lại đi lên tiếp mà mọi người nha à, họ nhà họ nhà à Apex họ nhà Apex à thì tôi sẽ phân tích mọi người là bỏ qua yếu tố cơ bản là mình chỉ nhìn vào yếu tố gọi là đánh, đánh ngắn và mô hình về phân tích kỹ thuật thôi IDG đấy các bạn IDG các bạn nhìn form mới một đỉnh đúng không đấy cho nên là ngày mai nếu mà con này đến quay quanh thật ra hôm nay là điểm mua rồi đấy hôm nay về vùng 55 năm năm sáu là điểm mua đấy lấp gáp và mua được mà mọi người đấy nó mở gáp và lấp gáp và mua được bởi form này mới mua một đỉnh thôi mọi người form này muốn một đỉnh cho nên là uh, những cái cổ phiếu như này thì các bạn có thể là ngày mai chẳng hạn đấy là nó, nó giảm đỏ các thứ thì, thì các bạn có thể cân nhắc các bạn mua ăn đỉnh hai đấy. đấy hay là abs đi đúng không abs đi nha đây là các bạn nhìn này kiểm soát uh, không hạn chế giao dịch này đấy thay đổi là âm là, 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 đấy cho nên tôi nói với mọi người là tại sao là có, tôi có chia sẻ mọi người nhấn mạnh rất là kỹ cái con sam ở video hôm cuối tuần hôm trước là nó không dính líu đến bất kỳ yếu tố như cảnh cáo hay là uh, không cổ phiếu không đủ giao dịch kỳ kỳ quỹ hay là kiểm soát đấy nó không dính bất kỳ một cái nào cả cho nên tôi có chia sẻ mọi người có sam nó cũng cổ phiếu rất tốt và tôi còn uh, còn chia sẻ mọi người cả có abh nhưng mà tôi bảo mọi người có sam nó nó về mặt cơ bản nó tốt hơn có abh đấy Đó. còn đây là đây tại sao tôi chia sẻ bệnh về việc form của nó form một đỉnh Đấy, cho nên là thường sẽ có một nhịp đến nhịp nữa đấy, ví dụ là ngày mai ví dụ như cái cổ phiếu như IBS, ABI chẳng hạn, IDG nó giảm 3 4 thì các bạn mua để ăn một cái đỉnh đỉnh hai đấy. Đây là thuần về mặt phân tích kỹ thuật nhé mọi người nhá. Đây là thuần về mặt phân tích kỹ thuật đấy. đấy chia sẻ về mọi người thuần về mặt phân tích kỹ thuật. Đây ví dụ cái mẫu hình hai đỉnh này, đấy, đỉnh một này, đấy nó kéo lên đỉnh một này. Và quan trọng là phải có vốn nhé Khi mà cổ phiếu mà muốn các bạn chờ đợi một cái đỉnh hai của nó thì các bạn phải lưu ý là nó phải có vôn đấy break qua vùng nền tích lũy này xong rồi có vôn đấy vào thì ví dụ như kiểu là cái nhịp này đi đấy thì các bạn mua sau cái nhịp đó điều chỉnh về test 20 các bạn ít nhất là các bạn được một nhịp đỉnh hai là cũng cũng lòng lo, loàng hoàng là cũng được tầm uh, 45 phần trăm đấy là các bạn đánh theo phân tích kỹ thuật và đánh ngắn đấy thì bạn tôi còn tôi còn các bạn đấy xem nhá IBS và IDG xem có đỉnh nữa không nhé lưu ý là phải có vôn nhé mọi người nhé nếu mà biết cổ phiếu mà có một đỉnh hay là hai đỉnh hay ba đỉnh này, đầu tiên là một đỉnh là phải có vôn à, khối lượng và gặp vùng kháng cự đúng không? đúng không là một đỉnh đấy vôn của nó phải lớn đấy, thì nó mới có xác nhận là đỉnh một thì nó thường sẽ có một dịp đỉnh nữa có những ông nào mà tăng mà không có vôn đôi khi là ông tạo một đỉnh thì ông đi luôn chứ không phải có đỉnh hai đâu những cái cổ phiếu như IBS đấy IDG đấy, kiểu gì còn đỉnh nữa đấy cái form này thì mới một đỉnh thôi về test lại là mới ACD mới một đỉnh đấy đúng về test lại thì nó có một điểm nhịp đỉnh nữa mà mọi người để các bạn mua thì thường là tỷ lệ win tương đối cao ví dụ ngày mai giảm ba bốn thì các bạn mua được hoặc là cứ lấy vị uh... nhưng mà những cái cổ phiếu đánh 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 ít thôi mọi người nhá các bạn đánh ít thôi không đánh đánh, đánh nhiều được penny thì thật ra tôi không có một phân tích nhiều đấy không có muốn phân tích nhiều chỉ chỉ chia sẻ mọi người về những cái vấn đề cách đánh về phân tích kỹ thuật thôi là ví dụ những cái cổ phiếu những cái sam này forex này đấy, thường dòng tiền vào như này thường sẽ có một đỉnh trước này về test lại mua ngay nhưng mà có test đâu Đúng không? Nó có test đâu Giai đoạn này là nó, nó bứt lên là nó đánh bay luôn Thế là những cái cổ phiếu như kiểu là a AH này chẳng hạn, nó tăng phát x2 luôn Đấy từ 3.50 mà lên đỉnh của nó là 7.30 Đỉnh ngắn hạn 7.30 x đôi luôn đấy Đúng không? X2 luôn Hơn cả x2 Đấy nó tăng bứt lên mà tăng ngày nào cũng tăng trần Đấy tăng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bảy phiên tăng trần liên tiếp khủng khiếp không hơn hơn trăm phần trăm từ vùng 35 mươi lên tận vùng 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 bảy ba mươi bắt đầu mới điều chỉnh hôm nay giảm sàn hôm nay mới phiên giảm đầu tiên phó hôm nay cũng phó một đỉnh nhưng mà nói chung là những cái cổ phiếu như này thì phải uh, chắc là về phải về vùng tầm năm thì các bạn có thể cân nhắc các bạn mua để ăn đỉnh hai được nha <laughs> OK, đấy là những cổ phiếu Penny và những cái cách đánh mà các bạn uh, theo mô hình hai đỉnh, nhá. À, Còn, uh, các bạn có thể nhìn hai đỉnh theo nến hoặc là các bạn nhìn uh, theo đỉnh theo MACD cũng được, đấy, MACD hoặc RSI này, nó nếu một đỉnh đấy mọi người, đấy là form kiểu như thế, các bạn nhìn đỉnh. Nhưng mà đỉnh thì có đỉnh hai thì có thể đỉnh hai cao đỉnh một hoặc đỉnh hai thấp đỉnh một tùy. Nhưng mà các bạn mà nếu mà theo kiểu đánh ngắn. Ấy, các bạn đánh theo chụp giật thì các bạn ví dụ lãi khoảng tầm 57% hoặc là chục phần trăm các bạn chốt lợi được chắc cần nhất thiết là phải phải lãi quá nhiều đúng không? những cổ phiếu như kiểu BVS này chẳng hạn đấy nó, nó break lên đây nó tạo một, một đỉnh này kéo xuống tạo đỉnh hai ngắn đỉnh sau thấp đỉnh đỉnh trước thì nó bắt đầu đi theo thị trường cũng là gặp thị trường nó yếu đúng không? thì nó đi theo thôi. Đây, thì giai đoạn này thì bắt đầu bứt lên này, đấy, bứt lên tạo đỉnh một này, đấy, đỉnh hai, Đấy, đỉnh hai xong rồi nó về tích tích lũy kéo lên luôn đấy đây, các bạn nhìn macd một đỉnh này đấy, kéo đỉnh hai đây là gọi là quá trình đã tạo đỉnh hai rồi mà đỉnh hai này là cao hơn đỉnh một đúng không đấy nếu cổ phiếu cơ bản khỏe cho nên là mình chia sẻ với mọi người là phân tích kỹ thuật và phải kết hợp với phân tích cơ bản đấy, khi mà mình 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 đầu tư thì mình kết hợp thêm cả phân tích cơ bản nữa để các bạn đầu tư để chọn những cổ phiếu nó khỏe và đẹp, đúng không? OK, à, bây giờ đi vào phân tích những cổ phiếu uh, cơ bản đi theo dòng. Đầu tiên dòng chứng khoán đi, VCI. VCI thì uh, tôi cũng không có kỳ vọng là nó sẽ về đỉnh cũ hay là vượt đỉnh thì cả, nhưng mà cái điểm bán của nó sẽ về quanh quanh vùng này, về chạm cái vùng mây xanh đó mọi người, chạm cái biên Ben mây xanh đó. và cũng, cũng quanh quanh vùng tầm uh, tầm 51 đấy, quanh quanh vùng 51 là là bán thôi. Form này thì cũng để mà thay đổi xu hướng thì cũng tương đối lâu. À, CDS, Đấy, CDS thì khỏe hơn còn là break và nhịp chữ, vừa rồi là nhịp mà khi dòng tiền nó vào trước, các bạn cái giai đoạn trước là vòng tiền nó vào khá là mạnh thì về test lại vì nó break, đây là quá trình đi à? tạo đỉnh một này, Đấy, đây đỉnh hai rất là ngắn mà kéo lên luôn. Các bạn thấy giai đoạn này các bạn thấy nó không test mà mươi luôn đúng không? Rất là nhiều cổ phiếu khỏe kéo lên mạnh. Cái tôi có chia sẻ với mọi người là bây giờ tạo lập đội là thay đổi cách đánh, còn đủ nó kéo lên luôn hoặc là muốn úp và tạo mũ hình hai đỉnh là úp luôn chứ không có test lại mười hai kho... mươi hay như ngày trước nữa úp úp luôn à, thủng nền phát là đi luôn giảm mạnh luôn chứ không có kiểu là test lại hỗ trợ như mọi năm đâu mọi năm thì tôi thấy là nhiều năm thì thường là khi mà mất mười hai mươi chẳng hạn đấy nó có test lại mười hai mươi xong nó, nó giảm tiếp đấy bây giờ thì một phát thủng luôn là đi luôn giảm mạnh luôn Xong rồi tái tích lũy và kéo là kéo lên luôn chứ không có test 10 20 mủng thế. Bây giờ phong cách đánh của tạo lập đội lái đá là đánh sốc rồi, tăng sốc, giảm sốc đấy kiểu như vậy. Đấy rồi các bạn xem đấy, khả năng là thay đổi rồi đấy. Thay đổi tôi nhìn từ năm ngoái rồi. Đấy, từ năm ngoái khi mà cái cổ phiếu HAG đánh kiểu đấy tôi thấy à khả năng là thay đổi kiểu đánh rồi. Và khi mà có đủ hàng là kéo kéo lên luôn cho nên là khi mà mình thấy cổ phiếu nào mà có dòng tiền Ừ, có dòng tiền và break là mình khả năng là mình phải mua thôi mua mua và và đu luôn chứ không có kiểu mà để cho nó chạy chạy bao biết bao giờ là mới mới, mới điều chỉnh đấy, các bạn nhìn như vừa HDG gom đủ hàng và và cũng hạn chế nhìn kháng cự quá nhiều một khi mà dòng tiền nó vào đủ rồi thì nó bứt qua vùng kháng cự kháng cự trả lại cái quái gì các bạn nhìn kéo rất nhanh đấy kéo rất nhanh và mãi bắt đầu tăng của tầm đến 40-50% phần trăm rồi bắt đầu nó mới test lại, test lại cái đỉnh hai kéo lên tiếp, khủng khiếp, Đấy. Để chia sẻ. HAG thì năm nay triển vọng thì tôi đánh giá cũng ổn, triển vọng xấu riêng sâu dùng các thứ, lợn giá cao, HAG, đã Ba Cô, đa Ba Cô thì đang xử lý cả rồi, HAG thì 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 cũng đang xử lý cả, nhưng mà có thể là test lại một vài nhịp rồi đi lên tiếp, Chắc ngày chắc giờ thì cũng chả vi phạm gì cả. Đấy, cũng không vi phạm gì quay trở lại dòng chứng khoán nhé đấy ví dụ target uh, VCI như này SHS SHS thì hôm nay tôi gần gần điểm bán nếu mà tôi thì có khi bán SHS cũng được chênh chênh nhau vài phần trăm thôi mà Rồi tôi có chia sẻ mọi người điểm bán đây thì nó chênh nhau là một hai phần trăm tôi bán tôi thấy là bây giờ mình cứ ăn non có gì ngon mà cứ ăn già quá là hơi dở ăn già thì phải chọn những cổ phiếu tiềm năng hẳn ví dụ như kiểu là cảng biển này các bạn nhìn này, này POS tăng thích không? Thích dã man nó Bao nhiêu cái vùng kháng cự này nó vượt qua hết. Vùng kháng cự này đã dày rồi đúng không? Vùng kháng cự... Đúng là khi mà lái nó có đủ hàng và thông tin nó đủ tốt thì đánh kinh nhật này các bạn nhìn này. Trời ơi hai. Mọi khi, mọi khi uh, đối với những cổ phiếu cơ bản thường là khi ví dụ gặp cái vùng này nó lưỡng lự, gọi là xử lý cản nó thường mất một hai phiên xong nó mới liên tiếp hay gặp vùng đỉnh trung hạn mà kẹt rất là nhiều nhà đầu tư vùng này mà không có một nhịp nghỉ nào luôn đấy đúng không không có nhịp nghỉ nào tăng liên tục mà mọi người vos này tăng liên tục không có một ngày nào không tăng này tăng liên tục rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười viên liên tiếp không một phiên nghỉ nào và vượt qua hết tất cả vùng kháng cự mạnh đấy nhịp này nó break xong rồi ấy. đúng không break khối lượng lớn luôn đấy cho nên là tôi thấy con chia sẻ mọi người là khả năng là lái tạo lập thay đổi các cách đánh rồi và khi mà có biểu hiện mà tạo đáy và dòng tiền lớn vào là mình cứ vào vào mình phô mô đã rồi tính đúng không ăn một cái nhịp ít nhất là cũng cược thôi đúng không bây giờ phải cược thôi khi mà con nó thấy cái cảm giác là lái nó con đủ hàng rồi mà 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 khi mà có dòng tiền ví dụ lòng hoàng chỗ này thì không dám vào này ví dụ nó có nhịp break với dòng tiền lớn mà khối lượng này tăng trần chẳng hạn là form mua địch thì mình tạm thời mình cứ mua đó mua đã kiểu gì test lại nó lại đi lên tiếp mà mọi người với form kiểu một mới một đỉnh thì bây giờ nếu mà nó đánh ra bài mà đỉnh hai mà thấp hơn đỉnh một thì tôi loằng ngoằng thì tôi mình phải cắt lỗ hay gì đấy chẳng hạn chứ còn đâu là mình phải cược phải mình vào đu vào thì nó lỡ nó ăn một quả mà kéo dốc như này nó thích không những cái cổ phiếu mà là có dòng tiền nó đột biến luôn ví dụ như kiểu VOS các bạn thấy những thanh khoản nó đang tầm mấy trăm nghìn Tự dưng đùng có một phiên break ngày mùng 8 tháng 5 với khối lượng rất lớn, gần 6 triệu cổ phiếu nghĩa là gấp đến hàng chục lần, đúng Gấp đến hàng chục lần những cái phiên bình thường. Đấy và kiểu là dòng tiền nó vào mà lại có đủ hàng <laughs> Ví dụ vượt qua cái vùng này thì tôi đã gặp rất nhiều Đúng không? Nghĩa là gọi là cái mô hình gãy này rũ và nó break qua Nhưng mà và vượt qua cả vùng đỉnh trung hạn này thì đúng là Rất là hiếm khi gặp cái trường hợp kiểu cổ phiếu đánh kiểu như này Đấy, Đánh rất là sốc và thốc đúng không? trước gọi là bó cung đấy được đánh kinh thật, đấy. vượt qua cả vùng kháng cự rất mạnh này phát một luôn, đấy. ok chứng khoán nha chứng khoán thì tôi không quá kỳ vọng nhiều đâu, nói chung là lên cái vùng điểm bán là mọi người cân nhắc mọi người bán nha, vnd thì chẳng hạn đấy cũng chia sẻ mọi người và về test lại đáy hai mà mua nhưng mà không có test đâu, cứ tích lũy rồi đi lên thì chắc cũng tích lũy mà đi lên vùng bán rồi các bạn bán thôi nha, hãy cố gắng cùng có cùng nhau tích lũy kinh nghiệm để xem nữa tạo lập các thứ thay đổi cách đánh gì mình theo đầu tư thôi đúng không? Luôn luôn tôi luôn luôn muốn trở thành một người rất giỏi 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 nhất ở trong lĩnh vực chứng khoán đấy, đấy là ước mơ của mỗi người. Tôi chẳng cần phải giỏi nhất thì chỉ cũng cần trận nào mình đánh mình cũng win đấy là là, là tốt rồi và chia sẻ và được nhiều kèo lên cho mọi người trên này các bạn win theo đúng không? như với cái ví dụ giai đoạn mà vnx tạo đáy chẳng hạn đấy thì mọi người cũng lên xem youtube chẳng hạn mọi người cũng xem những cái điểm mua cổ phiếu nào tiềm năng đấy thì, thì, các bạn cũng có cái nhận định cho một bản thân đúng không còn tôi thì luôn luôn thật là tôi là một trong những người rất chăm chỉ đấy, nghiên cứu về 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 những cái cách đánh cũng như là từng giai đoạn mà tích lũy kinh nghiệm vào một một đến một thời điểm nào đấy chín mùi chẳng hạn nhiều quá nhiều kinh nghiệm cũng như là đánh trận và tỷ lệ win của tầm chín 90 phần trăm đánh trận nào thắng trận đấy thì thì lúc đấy thì mới gọi là thỏa mãn chứ còn bây giờ thật ra là đấy cũng nhiều cơ hội đó nhiều cơ hội mà cũng bỏ qua đấy ví dụ những cái cổ phiếu như kiểu là 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 này, CMG đúng không rất là nhiều cổ phiếu đó. đấy những cái cổ phiếu để chia sẻ mọi người thì thật ra nhịp này cũng chia sẻ mọi người khá là nhiều cổ phiếu tiềm năng cũng tăng tốt đúng không? Ừ. Ok xong dòng chứng khoán nhé mọi người nhé Những cái cổ phiếu như VND, SSI kinh nó cũng thuộc vào dạng kênh dưới mà Toàn là từ bên dưới lên bên trên thì các bạn tranh thủ mà tăng thêm 2-3% nữa thì các bạn chốt lời thôi Hoặc là các bạn bán thôi, nhưng cũng không có kỳ vọng nó đảo chen được sớm Nha, Sang dòng thép đi Này, dòng thép tạo một cái mẫu hình này thì cũng khả năng là nên, nếu mà có tạo cái đáy thì tôi nghĩ chắc sẽ test quanh quanh vùng 20 thôi nên Nó là bắt đầu đi lên luôn Đúng. mẫu hình này thì kỳ vọng là nó tạo lên được cái vùng tầm 26 27 không, 26 27 thì nó phá được cái chen thì tốt chứ cái mẫu hình nó vẫn là đỉnh 6 hình trước mà Đấy, cho nên cái xác định nó vẫn là chỉ đánh sóng hồi thôi chứ không có quá kỳ vọng nhiều nhá Nam Kim hoa sen Đấy, thì cứ lên vùng bán thì bán thôi có tầng hòa phát thì nó bây giờ phá chen rồi mọi người hòa phát là là, là thuộc vào dạng thuộc vào dạng kênh trên của hồng thép ấy. đấy bất đỉnh trung hạn đúng không đấy, vào bây giờ lại vào lại áp chen rồi thì hòa phát thì nếu mà có khi mấy ông uh, hoa sen nam kim các ông giảm mạnh thì có khi hòa phát nó chỉ về vùng này thôi đấy break qua thì chắc về, về test lại một hai nhịp quanh vùng này rồi vẫn đầu đi lên tiếp thôi đấy, hòa phát vượt qua đỉnh trung hạn mà mọi người và đây giai đoạn này rất là nhiều cổ phiếu cơ bản tăng tốt và hòa phát báo cáo tài chính ra cũng đẹp so với dòng thép đúng không? ok banh chứng thép, dòng banh đi, liên việt này, break vượt này. đỉnh trung hạn đúng không? dòng tiền khỏe hôm nay tăng trần nó vẫn giữ được phong này thì test lại thì các bạn thậm chí còn mua đánh ngắn cũng được Đấy, ví dụ như liên việt test lại thì các bạn mua đánh ngắn cũng được ít nhất phải tạo mô hình vai đầu vai hoặc là phân kỳ các thứ thì nó mới mới, mới đi được đấy tích con banh tích con banh tiểu hôm nó tích lũy thì tôi có chia sẻ mọi người tích con banh là nó tích lũy một thời gian nó đi lên tiếp mà rất là khỏe nó con banh rất là khỏe nó kiểu nó, nó mất mười mươi nó bắt đầu lấy lại được luôn đấy mô hình thì giữ nguyên vcb Đó. nó, giống như kiểu mvkg ấy đấy cứ mô hình vcb mà cầm thôi những cái cổ phiếu cơ bản của VN30 ít nhiều nó tôn trọng kháng cự các thứ gặp vùng kháng cự thì cũng phải điều chỉnh đấy ví dụ nhiều là như như, như MVKG mọi người nhớ nhìn này nó gặp vùng kháng cự nó phải điều chỉnh chứ như ông với VOS đây là mấy ông HAG lái khỏe chả tôn trọng kháng cự gì đấy, điều chỉnh xong vậy là vẫn về vùng hỗ trợ lại đi lên tiếp chứ không phải kiểu mà như mấy ông kia cứ vượt qua vùng kháng cự mạnh rất là khỏe đấy đây, ví dụ như gặp MVKG này gặp vùng kháng cự là cũng phải tích lũy 5-6 phiên nó mới break qua chứ Đó. Đấy là những cổ phiếu cơ bản trong VN30 ấy. nó thường thay tôn trọng vùng kháng cự cũng như là về vùng hỗ trợ mạnh hay những cổ phiếu như kiểu chẳng hạn đấy các bạn nhìn này. về vùng hỗ trợ là bật tăng hết này đấy cho nên là thật đôi khi mà những cái cổ phiếu cơ bản ấy, trong VN30 trong hay VN50 hay những cổ phiếu lớn của sàn HNX hay upcom thì thường về những cái vùng hỗ trợ tốt hay là lên vùng kháng cự mạnh là thật ra nó báo cho mọi người là điểm bán đấy ví dụ về vùng này là ông là cứ tranh thủ các gom dần gom dần ăn nhịp sóng hồi đấy, nhẹ nhàng được hơn chục phần trăm đấy kiểu như vậy nó rõ hơn thì phải như kiểu bvs thì nó rõ hơn vùng hỗ trợ này nó uy tín về vùng hỗ trợ là lựa lựa mà mình gom thôi ăn được nhiều sóng ngồi ông nào mà kiến kén 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 thì về vùng đỉnh cũ thì bán rồi còn ông nào mà tin tưởng hơn thì đợi break break bây giờ thì bvs bây giờ chả có vùng kháng cự đâu cả đúng không Đấy, bây giờ vượt đỉnh vượt đỉnh rồi thì có có vùng kháng cự nào đâu đâu đúng không Đấy, bvs thì làm gì còn vùng kháng cự nào nữa Đấy, bvs rất là khỏe Ok, banh rồi, trứng thép. Banh thì thật ra những cổ phiếu như kiểu SHB chẳng hạn đấy nó cũng phá chen rồi. Nó phá mô hình đỉnh sâu tới trước rồi thì cứ lò dò nó đi lên dần thôi, cứ tích lũy rồi, cứ xử lý cản dần dần nó đi lên dần thôi. Mà nhịp này tôi nghĩ là chưa đến mức mà nó bứt luôn. Đấy, tôi nghĩ là có khả năng là nó tái tích lũy một thời gian nào một, sau đó mới đi lên. Đấy, định giá thì rất là rẻ mọi người nhé. SHB định giá rẻ, báo có tài chính cũng rất là tốt. Đấy, SHB Techcombank CTG CTG sóng hồi thôi, không kỳ vọng nhiều. BID cũng vậy nhé. Cứ đỉnh sáu tuần trước là không phải form đẹp. Nếu bây giờ để mà dòng banh thì chỉ có liên Việt này, đấy, liên Việt này, liên Việt, liên Việt Techcombank, đấy, đấy liên Việt Techcombank và SHB form là thuộc vào dạng là là đẹp, mọi người nhé. Form là thuộc vào dạng đẹp. Rồi, banh, trứng, thép, dầu khí Dầu khí BVC, BVS Đấy, Dầu khí BVC, BVC, cũng chỉ form Chắc là form phóng sóng hồi Mình nên lên 16 năm thì chắc các bạn cũng nên bán BVS thì khả năng là nó sẽ là thuộc vào dạng gọi kinh trên Thì nó break qua rồi thì Khả năng là sẽ khỏe hơn so với dòng ừ, BVD, BVD, BVC form sóng hồi thôi Không kỳ vọng Cái BR cũng vậy Form sóng hồi thôi mọi người nhé Đấy, form sóng hồi hôm nay có một bạn nhắn riêng bảo em cầm thì anh từ vùng 19 Được rồi từ 19 rồi. bây giờ lại cứ lãi thành lỗ lãi thành lỗ xong bây giờ lại lãi đấy thì nếu mà bạn nào đủ tự tin các bạn cầm trung hạn thì BR bây giờ nó ra hết các cái tin xấu rồi thì trung hạn tôi nghĩ là cũng ổn nhưng mà tôi tôi nghĩ là các bạn nên thay đổi phong cách đánh ví dụ những cổ phiếu là chỉ chặt quá thì mình bán bớt là lấy tiền để chuyển sang những cổ phiếu khác tiềm năng hơn chẳng hạn để tăng tăng tốt hơn sang bất động sản đi dg sóng hồi thôi mọi người nhé những cái cổ phiếu xác định sóng hồi và đánh lại lâu lắm những cái form này đánh lại rất lâu cái form này thì nó chỉ lên vùng cùng lắm chỉ lên được cái vùng chạm cái vùng đỉnh mây xanh nữa. là là các bạn phải bán lên vùng tầm ba 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 mươi ba ba mươi ba ba hai mươi hạnh phúc lắm rồi dg dg sợ là nhịp này còn chưa lên kịp thì khi Vindex chỉnh này, các ông lại quay đầu cắm mỏ. Đấy. Bởi vì nó nó giảm, giảm một khối lượng nó lớn. Và khi mà hồi nó không hồi dứt khoát luôn. Với những cái cổ như phiếu như đạt phương nhỉ, TCH, nó về vùng hỗ trợ là bật luôn. Ông này thủng cái vùng hỗ trợ, thành ra là ông chuyển sang dạng ngoài kinh dưới. Mà kinh dưới thì gọi chỉ xác định để đánh sóng hồi thôi mà hồi thì khi mà ví dụ như là giảm 20% thì nó chỉ hồi quanh quanh 10 đến 12% cái kiểu như vậy đấy gọi là kênh dưới có những cái cổ phiếu kênh trên đó, nó về vùng hỗ trợ mà nó bật hồi luôn đó, thì thường nó có khi là về đỉnh cũ thậm chí còn vượt cả vô, qua vùng đỉnh cũ cơ đấy là cách xác định mà kênh trên là kênh dưới đấy đấy hay lovoland hay là uh, dg thì xeo sủng đều kênh dưới hết thì kênh dưới nó có lại có cái kiểu kênh dưới về chiết khấu quá sâu thì khi mình bắt được cái vùng Uh, đáy của nó thì cũng biên cũng tương đối lớn chứ không ít đâu đấy ví dụ ông giảm tầm uh, 20 30 30 phần trăm chẳng hạn thì hoàn toàn có thể các bạn ăn một cái nhịp hồi tầm 15 đến 20 phần trăm hoàn toàn có thể xảy ra như vậy đấy, ví dụ như kiểu sale chẳng hạn thì nó có thể tái tích lũy lại xong rồi có, sẽ có một cái nhịp nào hồi nào đó đây một ngày đấy quanh quanh vùng tầm uh, 21 chẳng hạn đấy hoặc là 20 thôi đã sướng rồi trong đó thì mua vùng 18 thì thật ra hôm nay các bạn mà chốt ở vùng 1960 thì các bạn được 89% hôm nay có bạn chốt đấy. Hôm nay có bạn chốt các bạn nhắn với mình và, thôi em được 8% thì em chốt lời. <laughs> Bởi vì anh lên vùng 1268 rồi bảo anh bảo là lên vùng 1280. Nó lên vùng 2 sau 68. Thì bạn lại chốt. mày lên tận 1960. Anh ấy, nếu mà các bạn nhìn chart giờ thì cũng khá là ổn đúng không? Đấy. Chúng là dòng bất động sản thì biên hồi còn nhưng mà chỉ sợ là nhịp này viên nick điều chỉnh thì ông lại chuyển yếu để ông về test 10-20 rồi nó mới đi lên tiếp cơ đấy nó có những cái form kiểu như vậy nó có test lại 10-20, nó lòng hoàng lòng hoàng nó mới đi lên tiếp chứ không phải là kéo lên luôn form thì tích nền rất là chặt rồi Nên rất là phù hợp cho một cái nhịp tăng ví dụ như cái dòng dòng thép chẳng hạn ra bạc có tài chính tốt đúng không nó lên luôn điểm bán đấy tôi chia sẻ với, ví dụ như nam kim hoa sen nó lên được luôn cái điểm bán đấy Đấy, Nam Kim này, Nam Kim nó lên vùng 2495 này. Lên là cái vùng điểm bán bởi vì báo cáo tài chính tốt mà. Đấy, những cổ phiếu mà báo cáo tài chính tốt nó bị gãy nền nên nó gãy như cái dòng bất động sản, nó gãy cái vùng tích lũy, nên nó về vùng hỗ trợ nó không bật lên thì nó gãy gọi là thuộc vào dạng kinh kinh dưới. Nhưng mà khi mà ra báo cáo tài chính tốt thì nó cũng hồi nó tốt hơn và khỏe hơn. Đấy, ví dụ nhiều Nam Kim cũng giảm tương đối mạnh theo thị trường. Nhưng mà khi bật hồi thì nó cũng từ vùng đáy lên bắt đầu lên gần vùng điểm bán và lên sớm hơn. Không? Hòa phát thì có chia sẻ một người cái khi mà tạo tạo đáy là cũng có chia sẻ một người hòa phát là rất là dễ xét thuộc vào kênh trên của dòng thép bởi vì nó quanh quanh vùng đỉnh đấy, và break qua đấy. đấy đấy nam kim mọi người nhá mọi người nhá đấy, nam kim đấy, đến tôi thấy là điểm bán rồi nam kim thì nếu mà đẹp lắm thì nhịp bài lên vùng này thì thì, thì các bạn cũng cân nhắc các bạn bán đi đấy form này thì thường cũng hơi khó hoặc là chạm cái đầu máy xanh, chạm cái bên mây xanh, các bạn bán để cái form này thì mà vượt qua vùng đỉnh cũ thì cũng hơi khó nhá. form này thì mẫu hình là nếu mà muốn vượt qua vùng đỉnh cũ thì nó phải test lại cơ. đấy, test lại xong rồi ví dụ test lại 120 chẳng hạn, đấy, đó test lại 120 xong rồi mới kéo lên tiếp. form này thì đỉnh đỉnh sau sẽ cao hơn đỉnh trước mọi người nhé. Đấy, form này thì thường là sẽ là đỉnh sau cao à, đáy sau cao đáy trước ví dụ đáy của nam kim trung hạn hai mốt sáu năm thì nó thường nó sẽ tạo đáy sau cao đáy trước banh trứng, thép dầu khí bất động sản đầu tư công các bạn muốn hỏi bạn ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé CI khả năng tích lũy thêm một vài nhịp rồi đi lên tiếp vcg này cn nói chung là đội này thì cũng thuộc kinh dưới của con FCN thì lấy xu hướng được sớm hơn mà tạo mô hình hai đỉnh đa số giai đoạn này tôi thấy là các bạn canh bán còn điểm mua tôi thấy ít cổ phiếu có điểm mua lắm dạng này tôi thấy ít cổ phiếu có điểm mua lắm Mọi người gặp vùng kháng cự rồi thành ra là mình cũng không khoái để mình mua nữa đấy quan điểm cá nhân tôi nha ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mạng ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới nhé thị trường có rất là nhiều cổ phiếu cho nên là không thể trong một video mà phân tích hết cổ phiếu được các bạn muốn hỏi về ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới tối sáng ngày mai sẽ, sẽ trả lời mọi người các bạn hỏi cố gắng hỏi sớm nhé đấy, thì mình để mình sẽ ưu tiên mình trả lời nhiều khi các bạn hỏi trong phiên nữa. trong phiên thì mình đang tư vấn với cả uh, khuyến nghị mọi người trong nhóm mà trả lời thành ra là cũng không có trả lời trên youtube được đấy cho nên các bạn cố gắng các bạn hỏi tối sáng ngày mai đấy nhá sáng sớm ngày mai ok các bạn muốn tham gia du khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lấy xì từ hai triệu trở lên các bạn muốn tham gia du khuyến nghị Ai phân tích thị trường trong phiên cũng được tham gia khoa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì bạn lịch sử từ 5 triệu trở lên. Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và những cái cổ phiếu các bạn cầm tăng thật là mạnh mẽ trong ngày mai. Cố gắng ôn luyện thật là nhiều để những cái trận sau đánh tốt hơn nhé. Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.